Bút ký Nguyễn Hữu Hạnh Tôi là ai? Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 Người ta mới được biết đến chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng Việt Nam Cộng Hòa Là người của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Tại sao? Hãy nghe chính ông giải thích Nguyễn Hữu Hạnh là ai? Lời ông nổi dậy Tôi sinh ngày 26 tháng 8 năm 1924 Theo chức lục tòa thì sinh ngày 10 tháng 7 năm 1926 Tại xã Phú Phong, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho Bây giờ là tỉnh Tiền Giang Ông nội là Nguyễn Quang Phát Bà nội là Phạm Thị Trà Cha là Nguyễn Hữu Điệt Mẹ là Nguyễn Thị Có Còn gọi là Tư Hiệt Gia đình nông dân có khoảng 4 mẫu ruộng tự khai thác Ông nội là một nhà nho có trình độ Không chịu tham gia làm hương chức hội tè Và thường nói Làm dân tốt hơn làm làng Ông thường giảng dạy cho con cháu Về nhân nghĩa lễ trí tín Đạo làm người Năm 1949 Được 72 tuổi Ông nội thắt cổ từ vẫn chết Ông buồn vì thế đó quân Pháp thường đi ruộng bố Và có lần một tên lính ma dốc Đã dùng cây khỏa lên đầu của ông Ông nói lúc đó Ông muốn tát tay lại Để nó bắn chết đi cho rảnh Nhưng ông lại nhẫn nhịn Lúc còn nhỏ Tôi đi học tại trường Mỹ Tho Sau đó lên Sài Gòn học thêm Trình độ tú tài Tôi có người bà con bên bà nội Tên là Nguyễn Tấn Thành Còn gọi là Tám Vô Tư lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi Lúc tôi được trên 10 tuổi Tôi có ở nhà bác Tám để đi học Tôi rất kính nể bác Tám Khi cách mạng tháng 8 thành công Bác Tám lo về quân sự Và phụ trách mặt trận kinh sáng Ở xã Phú Phong Những người lính tập cũ Được giấy gọi đến Vĩnh Kim Trình diện với bác Tám Năm ấy tôi 21 tuổi Làm thư ký cho thôn Bộ Việt Minh Tại xã Phú Phong những người làm trong thôn bộ Là những người bà con hương chức cũ trong làng Khi phát tái chiêm mi tho Nhiều người bỏ chạy sang bến tre Tôi bơ bơ ở nhà với ông nội Lúc bây giờ quân Pháp Thường đi ruộng bố ngang xã Nên tôi lên Sài Gòn tìm việc làm Chưa tìm được việc Thì có một người bạn giới thiệu Tôi vào quân đội Pháp Nhập ngũ xong Tôi được chuyển về cùng đại đội Với ông Dương Văn Minh từng bước trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhập ngũ tháng 4 năm 1946, trong đại đội với ông Dương Văn Minh, tôi làm ở văn phòng, sau đó đi học và được phong thiếu úy. Đến năm 1954, tôi đã đảm nhận nhiều chức vụ hành chính của nhiều cấp đơn vị, làm tiểu đoàn phó và tiểu đoàn trưởng. Đầu năm 1954, tôi học khóa liên đoàn trưởng, liên đoàn lưu động GM tại Hà Nội cuối năm 1954 với cấp bậc thiếu tá trung đoàn phó trung đoàn 11. Tôi nhận tiểu khu Long Xuyên do Pháp giao lại. Đầu năm 1955, tôi được gọi về làm tham mưu trưởng cho ông Dương Văn Minh để nhận lãnh phân khu Sài Gòn chợ lớn gồm rừng xác, tỉnh chợ lớn Gia Định, Tây Ninh và thành phố Sài Gòn. Phần đất cuối cùng mà Pháp giao lại. Làm tham mưu trưởng cho ông Dương Văn Minh với cấp bậc trung tá. Tôi đã tham gia chiến dịch Hoàng Diệu năm 1955, chiến dịch Nguyễn Huệ, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu năm 1956. Đầu năm 1957, tôi được chỉ định làm tham mưu trưởng liên quân khu 1, thủ đô và khu 5 Nam Bộ. Năm 1958 đến năm 1959, tôi được chỉ định đi học khóa chỉ huy và tham mưu cốc tại Canada Mỹ trở về làm bộ tham mưu của ông Dương Văn Minh tại bộ tư lệnh hành quân, còn gọi là bộ tư lệnh lộ quân giã chiến. Đầu năm 1962, ông Minh gửi tôi đi học khóa tỉnh báo chiến thuật chiến lược và phản gián tại New Mỹ. Tôi không phải chuyên viên tình báo, nhưng học để mở rộng kiến thức về để tham mưu. Năm 1963, tôi làm tham mưu trưởng cấp đại tá quân khu 4 bổng 4 chiến thuật từ Long An đến Cà Mau. Tháng 7 năm 1964, làm chỉ huy phó trường đại học quân sự tại Đà Lạt. Tháng 7 năm 1967, làm tư lệnh phó sư đoàn 21 bộ binh tại Bạc Liêu. Năm 1968, làm tư lệnh biệt khu 44, tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc, Kiến Phong và Kiến Tường. Năm 1969, làm tư lệnh phó quân khu 4 và quân khu 4 cấp chuẩn tướng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1971 đến 1972 làm tư lệnh phó quân đoàn 2 và quân khu 2 tại Pleiku và Nha Trang. Cuối năm 1973 làm tổng thanh tra quân đoàn 1 và quân khu 1 Đà Nẵng. Từ ngày 1 tháng 5 năm 1974 tôi về hưu. Ngày 29 tháng 4 năm 1975 tôi trở vào quân đội trong chính phủ Dương Minh với chức vụ phụ tá tổng tham mưu trưởng. Nhích gần đến cách mạng. Năm 1956, khi tôi làm tham mưu trưởng chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, ban chỉ huy tại Cần Thơ, bác Tám vô Tư lúc đó là huyện ủy biên, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, bị bắt và bị giam tại công an Nam Việt, Sài Gòn. Tôi cho phòng 2 lãnh về để khai thác vì nhà của bác tám mà mỹ tho nằm trong phạm vi hoạt động của chiến dịch thực ra tôi đã giữ và nuôi nấng bác tám trong khám khi chiến dịch chấm dứt tôi thả và đem bác tám về che giấu tại nhà sài gòn ban đầu bác tám chưa thổ lộ gì với tôi nhưng thỉnh thoảng bác đi cà mau hoặc có người ở cà mau đến thăm tôi nghĩ bác tám còn hoạt động nhưng vẫn kính nể thỉnh thoảng bác nhờ tôi giúp đỡ một số người tôi đã giúp những ai có thể giúp được. Năm 1958, tôi đi học ở Mỹ, bác Tám lại bị bắt ra một phú lợi. Năm 1963, tôi gặp lại bác, và từ đây, tôi và bác Tám thường tranh luận với nhau về chủ nghĩa xã hội và đường hướng quốc gia mà tôi đang đi. Bác Tám cũng nắm vững về chủ nghĩa xã hội, nên đã làm tôi suy nghĩ khá nhiều, mặc dù có những thắc mắc tôi chưa được trả lời thỏa mãn. Trước đây tôi đã nghĩ Mỹ trước kia cũng bị trị Có lẽ sẽ giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa Phát triển nền độc lập hơn Pháp Nhưng dần dần tôi nhận thấy Mỹ xen vào nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa Quá nhiều Tổng thống nào không hợp thì bị đảo chính Cố vấn quân sự Mỹ cũng xen vào Việc của các cấp chỉ huy Việt Nam Thậm chí có người có vẻ hách dịch Và ý lại vào tiền họ viện trợ Trong khi hành quân họ sử dụng bừa bãi vũ khí và hỏa lực coi thường mạng sống của người dân Việt Nam. Đối với đảng phái và tôn giáo, họ tìm cách chia rẽ. Họ bỏ đô la để mua chuộc chia rẽ nội bộ Việt Nam Cộng Hòa. Chính sách chia để trị, làm chính trị bằng mua bán. Không có một ý kiến nào hoặc đường lối nào được tiến hành khi Mỹ không đồng ý. Ai có hành động chính trị gì mà không được Mỹ chấp nhận sẽ bị diệt ngay từ trong trứng nước. Quá trình để tôi xích lại gần với cách mạng đã trải qua thời gian thử thách, tranh luận, tìm hiểu giúp đỡ. Có rất nhiều sự việc, xin kể lại ra đây một vài việc điển hình. Năm 1963, ba tôi chết tại Cần Thơ. Tôi đem về chôn tại đất nhà ở ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, châu thành Mỹ Tho. Đây là khu giải phóng. Tôi nhờ bác chín quá, ông ngoại của hai kiểu nguyên ủy viên thư ký quận 1 xin phép với cách mạng để đem ba tôi về chôn cất. Sau này tôi mới biết cách mạng đã đánh giá tôi từ ngày ấy. Đầu năm 1968, khi tôi làm Tư lệnh Biệt khu 44, có người bà con là cậu mười huê từ xã Bàng Lọng, xã Giải phóng đến gửi cho tôi Trung úy Xuân, nói là cháu. Trung úy Xuân là đại đội trưởng đại đội địa phương quân từ Ba xuyên biệt phái cho Biệt khu 44 tôi đã nhận giúp đỡ và che chở, xin giữ ở lại biệt khu 44. Mặc dù tôi nghĩ anh Xuân có thể là người của cách mạng cài vào. Sau đó anh Xuân đưa vũ khí vào khu và bị bắt. Còn người tài vũ khí đi lọt qua. Lúc anh Xuân bị bắt, tôi làm tư lệnh phó quân khu 4. Tôi đã can thiệp về an ninh quân đội nhưng không được vì có bằng cớ. Tôi nói anh Xuân đã giúp tôi ở biệt khu 44 có kết quả và đổ lỗi cho người đã đi lọt ra khu Anh Xuân được trả tự do Lúc tôi làm tư lệnh biệt khu 44 Cố vấn Mỹ thường gọi tôi là Tư lệnh không bao giờ chiếm mục tiêu Vì khi sắp chiến Tôi cho cầm cử đến tối Khi quân cách mạng rút Hôm sau tôi cũng rút quân về Tôi đã từ chối không bỏ B-52 Vào mật khu Trên kinh tháp 10 Viện lẽ qua đông dân lúc tôi làm tư lệnh phó sư đoàn 21 trong những cuộc hành quân tôi cho lệnh trực thăng võ trang phải thận trọng khi nào dưới đất bắn lên mới được bắn lại cố Văn Mỹ trong sư đoàn thường phản đối cho rằng khi nào có tôi là có thận trọng tôi nói với thiếu tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh sư đoàn Minh trước kia làm việc dưới quyền và rất kính nẻ tôi sư đoàn đã sử dụng hỏa lực bừa bãi thấy càng chết chóc nhiều tôi không chịu nổi Có lẽ tôi sẽ không làm việc lâu với anh Qua một tuần lễ sau Có lẽ Nguyễn Văn Minh nghi ngờ nên nói Tôi không dám nói đại tá là Việt Cộng Nhưng vì đại tá đạo đức Nên mới nói với tôi như vậy Nói chung những việc làm của tôi Không để phạm lỗi Nhưng cũng không tiêu diệt cách mạng Như người ta muốn Càng nhiều cách mạng Tôi càng tìm cách giúp đỡ theo khả năng Nhất là theo yêu cầu của bác Tám Cuối năm 1968, bác Tám có nói chuyện với tôi về anh Tư Chi. Anh Tư Chi khi công tác ở Sài Gòn, thường ở nhà anh Ba Tịnh người Bến Tre. Thân nhân thường tới lui khăng khít với tôi. Đến cuối năm 1970, tôi mới có nhiệm vụ. Theo yêu cầu của binh vận trung ương cục miền Nam do bác Tám chuyển tới, bác Tám yêu cầu tôi đứng vào lực lượng ba cho cách mạng, tôi đã chấp nhận. Có lần bác Tám yêu cầu tôi ra khu nhưng tôi muốn được ở lại hoạt động công khai. Tôi yêu cầu không liên lạc thẳng với cách mạng mà chỉ qua bác Tám. Bác Tám cũng không bao giờ nói đến tên tôi mà chỉ dùng bí số. Bác Tám thường vào khu gặp anh Bảy Lương và anh Sáu Giết. Sau đó lúc bác Tám bị cảnh sát định tường bắt, tôi lập tức gọi điện thoại lãnh ra. Trong công tác, tôi thường tìm cách giúp đỡ hoặc lo cho anh em theo yêu cầu của bác Tám phần lớn tôi cung cấp những tin tức chiến lược khi phước long thất thủ tôi nói không có quân tiếp viện buôn thuật bị bò ngò quân việt nam cộng hòa không có chuẩn bị khi thất thủ không có tổ chức nào ở lại hậu phương khi quân giải phóng tiến về việt nam tôi cho bác tám biết quân xung kích cần tiến nhanh không sợ bị phản công ở hậu phương khi cần giao lãnh thổ lại cho địa phương quân đối với nội bộ Tôi tìm cách kích động những sĩ quan chống lại chính sách của Thiệu, chống tham nhũng. Về chỗ dựa, tôi đứng trong hàng ngũ của ông Dương Văn Minh. Có lẽ Thiệu nghi ngờ nhưng không bằng cớ nên đã cho tôi giải ngũ năm 1974 với lý do trên 25 năm quân vụ. Khi quân giải phóng tiến vào Nam, binh vận Trung ương Cục, phái bác tám gặp tôi bàn về việc ông Dương Văn Minh lên nắm chính quyền chừng đó tôi phải tìm cách nắm quân đội tìm mọi cách thuyết phục ông minh đầu hàng trường hợp không được sẽ phối hợp với quân cách mạng chiếm lấy phần lớn lãnh thổ còn lại phần kế hoạch này sẽ tính sau tôi cứ đưa ý kiến với bắc tám muốn thúc đẩy người ta giao nhanh cho ông minh quân cách mạng phải cắt đứt các đường lộ dẫn vào sài gòn cơ cấp sư đoàn việc liên lạc của tôi với anh tư chi bảy lương sáu z đều qua bắc tám nhưng chỉ thị từ binh vận trung ương cục Hoặc của các anh đều do bậc tám chuyển đến khi được làm phụ trách tổng tham mưu trưởng tôi đã tạo động cơ để thúc đẩy ông dân văn minh đơn phương tuyên bố bản giao quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa việt nam việt nam từ đó tôi mới chỉ thị quân đội buông súng được nội dung của chỉ thị yêu cầu các quân đoàn sư đoàn địa phương quân nghĩa quân lực lượng vũ trang nhân dân tự vệ Hãy triệt để thi hành lệnh của tổng thống. Từng đơn vị trực tiếp liên hệ với lực lượng của chính phủ cách mạng, đối diện để buông súng và bàn giao lãnh thổ mà mình chịu trách nhiệm, cố gắng tránh đổ máu. Phải giữ Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn ngày một suy sụp về chính trị và quân sự. Tổng thống Nguyễn Văn Thiều đề nghị Mỹ viện trợ thêm 300 triệu USD nhưng Mỹ từ chối. Chính quyền và quân đội thấy không còn hậu thuẫn hoạt động của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ngày càng hiệu quả. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, Phương Long thất thủ. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, Bôn Mê Thuật thất thủ. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh di tản chiến thuật khỏi Bà và Con Tum và đã phạm sai lầm lớn. Tinh thần sĩ quan, binh sĩ hoang mang tột độ, thất bại lên liên tiếp. Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết và cuối cùng là Xuân Lộc từ Cần Thơ Tôi thấy đã đến thời cơ của mình Rất tiếc Đã quá chế Chiều ngày 27 tháng 4 năm 1975 Từ Cần Thơ Tôi gọi điện thoại lên Sài Gòn Xin gặp ông Dương Minh Minh Chúng ta đầu Tránh văn phòng trả lời máy về yêu cầu tôi Sáng 29 hãy lên Vì quốc lộ 4 bị cắt đứt đoạn Long An Nhưng vì nhiệm vụ Sáng sau, sau tôi cấp tốc đi Sài Gòn Bằng ngà Mỹ Tho Gò Công Sài Gòn Tôi cùng người thân đi xe riêng với chiếc vali đựng quần áo và thẻ cấp tướng về hưu. Ở đoạn cây lại cái bè, tôi ngồi trong xe nhìn thấy những lá cờ giải phóng bay phấp phới rất gần. Thỉnh thoảng một loạt pháo bắn dọc hai bên lộ. Tiền bị tho, tôi rẽ qua gò công. Chiếc xe phải lách qua một đoạn đường dài 2 km đông nghẹt xe quân sự và dân sự. Mấy lần tôi phải chỉnh thẻ cấp tướng về hưu mới đi lọt. Trời mưa tầm tã, 18 giờ chiều Tôi mới qua được Bắc Gò Công Và khi đến Sài Gòn trời đã tối Sài Gòn ban lệnh sinh nghiêm Đêm 28 tháng 4 Chưa vừa gặp ông Dương Mơ Minh được Tôi đứng trên sân thượng nhìn thành phố Sài Gòn Lòng xúc động Lần đầu tiên mới thấy cảnh lệnh giới nghiêm không còn hiệu lực Ở ngoài ô về phía Củ Chi Những chớp bom chớp pháo lớn đỏ rực Phía Tân Sơn Nhất Máy bay lên xuống dồn dập Tiếng động cơ như óc sáng 29 tháng 4, tôi đến gặp ông Minh tại nhà riêng. Văn phòng chưa dọn về dinh độc lập, vẫn còn ở số 3 Trật Quý Cáp, Dinh Hoa Lan, nằm trên đường Võ Văn Tần hiện nay. Trung tướng Mai Hiễu Xuân phụ trách sự vụ nói với tôi. Đại tướng bận họp, chuẩn tướng chờ một chút. Tôi ngồi đợi ở phòng khách, một lát sau mới gặp ông Minh. Chúng tôi đang hỏi thăm sức khỏe nhau, thì Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền đến câu chuyện xoay quanh vấn đề chiến sự đang tiếp diễn ông dương minh là một người kín đáo trầm lặng nhưng lúc này trên gương mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ lo âu một sĩ quan tùy viên vào trình có meridol đại sứ pháp đến tôi lánh sang phòng bên cạnh để ông minh và ông huyền tiếp tôi nghe meridol thông báo tổng trưởng ngoại gia pháp đã liên lạc với hà nội về vấn đề thương thuyết nhưng hà nội trả lời giật tiếc đã quá trễ rồi Nghe tới đó Thêm những chỉ thị mà tôi được nhận Từ binh vận Trung ương cục miền Nam Tôi thấy mình cần có những hành động Khẩn trương kịp thời trước tình thế mới Hai ông Dương Minh và Vũ Mẫu Tiếp tục trao đổi Khi Mary Long ra về Họ quyết định tuyên bố thả tổ chính trị Và đuổi Mỹ giao Cơ quan viện trợ quân sự Mỹ Ra khỏi miền Nam Trong vòng 24 giờ thực ra trước sức tấn công như vũ bão của quân giải phóng mỹ phải tháo chạy là điều tất nhiên hành động trên của ông minh và ông mẫu theo tôi nghĩ chỉ nhằm bớt vát chút ít hy vọng về một giải pháp chính trị đã quá muộn màng chuẩn tướng không mũ không dày tôi hỏi ông dương minh thưa đại tướng còn tình hình quân sự ra sao ông minh nói anh là quân sự không đi xe mà hỏi gì là tổng tư lệnh quân đội nhưng lúc bấy giờ ông Minh cũng không nắm nổi tình hình mà còn phó thác cho trung tướng Đồng Văn Khuyên phụ trách mọi việc ở bộ tổng tham mưu. Tôi thấy lúc này cần phải nắm lấy quyền chỉ huy quân đội và đoán rằng thế nào ông Minh cũng giao việc này cho mình nên nói. Tôi bị hưu rồi đi coi sao được. Đại tướng có cho quyền thì tôi mới dám đi. Ngay lúc đó ông Minh phái tôi đến bộ tổng tham mưu xem xét tình hình quân sự tôi chưa kịp tới bộ tổng tham mưu thì có tin tướng đồng văn khuyên tổng tham mưu trưởng và tướng nguyễn văn minh tư lệnh biệt khu thủ đô rời bỏ chức vụ đào tàu dân nước ngoài tình hình ở bộ tổng tham mưu rối ren bế tắc ông minh gọi trung tướng vĩnh lộc tới nhà cử vĩnh lộc làm tổng tham mưu trưởng nhưng lộc từ chối đại tướng giao cho ngô văn trường đi sớm mai tôi còn thấy hắn ở bộ tổng tham mưu Ông Dương Minh không đồng ý với đề nghị này vì theo ông quân đoàn 1 vừa bị ta nát ở Huế và Đà Nẵng Ngô Quang trưởng mới chạy vào Sài Gòn không thể đảm đương trách nhiệm này. Ông Minh rời khỏi phòng khách 15 phút tôi cố thuyết phục mãi Vĩnh Lộc mới chấp nhận và lắc đầu buông một câu chửi thề. Bây giờ chúng nó no chạy như chuột. Trung tướng Vĩnh Lộc giữ chức tổng tham mưu trưởng nhưng vẫn sắp xếp cho gia đình chuẩn bị di tản. Tôi thầm nghĩ cái chức vụ này bao năm qua bao nhiêu kẻ giành giật nhau vậy mà bây giờ không ai muốn nhận nữa. Trong bộ tổng tham mưu chỉ còn lại một số rất ít tướng lãnh và sĩ quan mà sự lo lắng mệt mỏi đã hiện rõ trên nét mặt. Trung tướng Vĩnh Lộc gọi những người còn lại ở bộ tổng tham mưu đến trình diện và bổ nhiệm một cách vội vã. Thiếu tướng Lâm Văn Phát giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức chưa là cục trưởng của công binh được chỉ định làm tổng cục trưởng cục tiếp vận trung tướng Trần Văn Trung vẫn phụ trách chiến tranh chính trị ngày 28 tháng 4 từ Cần Thơ lên Sài Gòn tôi vẫn mặc thường phục tướng Vĩnh Lộc cho cho tôi một bộ quân phục đại úy và cho tôi một cặp sao cấp bậc chuẩn tướng chân tôi còn đi giày dân sự và đầu không có mũ để đội đại tá Hồ Ngọc Nhân giữ quyền tham mưu trưởng liên quân còn tôi nguyễn hữu hạnh làm phụ tá tổng tham mưu trưởng trung tướng nguyễn hữu có đến bộ tổng tham mưu vào tối 29 tháng 4 chưa có nhiệm vụ cụ thể trực nói với tôi dứt khoát không di tản quyết ở lại chiến đấu đến cùng tôi hỏi chức tình hình nhiên liệu còn đến đâu trực trả lời tôi không nắm chắc lắm nhưng có lẽ cũng chỉ dùng được một tuần lễ thôi vòng vây thịt chặt 15 giờ chiều ngày 29 tháng 4, tôi được báo cáo tình hình quân sự các hướng. Hướng ừ, Củ Chi, sư đoàn 25 của chuẩn tướng Lý Tổng Bá đã thất thủ chiều ngày 28 tháng 4 sau khi căn cứ đồng rủ bị mất. Quân đoàn 3 ở Biên Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn cho biết trong ngày 28 tháng 4, vào lúc 18 giờ 10 phút, Việt Cộng dùng xe tăng đánh chiếm Chi khu Long Thành 18 giờ 50 phút, mất tỉnh lệnh Bà Diện. 19 giờ 30 phút, kho Long Bình bị pháo kích. Đường 15 bị cắt, Vũng Tàu cũng sẽ mất, Biên Hòa bị bao vây ba mặt. Toàn đề nghị cho rút bộ chỉ huy về căn cứ thiết giáp ở Gò Bấp. Tôi ngầm hiểu viết trung tướng thiết giáp này muốn về gần sân bay tìm cách tàu thoát. Tối 29, liên lạc đến sư đoàn 18, thiếu tướng Lê Minh Đào hết sức bi quan, nói đang bị bọc hậu và xin rút về bên này sông Đồng Nai cố thủ. Giọng Lê Minh Đào lạc đi Tôi không tin Đào cố thủ nổi Vì mới cách đây hơn một tuần Đào tuyên bố cố thủ Xuân Lộc Nhưng rồi sư đoàn 18 nó rút chạy Còn sư đoàn 22 ở Tân An Chuẩn tướng Phan Đình Niệm đã bỏ trốn Tham mưu trưởng báo cáo Chúng tôi bị áp đảo mạnh hướng chính diện Một sư đoàn Việt Cộng sẵn sàng tấn công Quốc lộ 40 bị cắt đứt hoàn toàn 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 Tiểu tướng Nguyễn Khoa Nam tư lệnh quân đoàn 4 báo cáo bằng điện thoại tôi bị tấn công mạnh ở ba nơi Vĩnh Bình, Bình, Bạc Liêu và một điểm cách sân bay Trà nóc 3 km Hướng thủ dầu 1 do sư đoàn Nam Chấn Giữ đã bị quân giải phóng chọc thủng trong đêm 29 liên lạc bị cắt đứt bộ tổng tham mưu không được tin tức gì từ sư đoàn này nữa thế là hướng này chống quân giải phóng mới tiến tràn đến hố nai sư đoàn 18 và lữ đoàn năm thiết giáp đã lập tuyến phòng thủ bên này sông Đồng Nai. Riêng biệt khu thủ đô, ngoài lực lượng phòng thủ, lực lượng xung kích gồm các lữ đoàn dù, sư đoàn biệt động quân và khoảng 20 xe tăng mà Trung tướng Vĩnh Lộc vừa chỉ thị cho Bộ Chỉ huy Thiết Giáp tăng cường vào. Tuy chưa chạm trán với quân giải phóng, nhưng tinh thần vẫn hoang mạc. Tin tức còn cho biết trong đêm 29, nhiều đoàn xe của quân giải phóng phía Học Môn đã tiến về hướng Sài Gòn. Tư lệnh biệt khu thủ đô cho biết đã lập xong kế hoạch phản công. Tôi nghĩ nếu muốn kéo dài sự phòng thủ của Sài Gòn thì cần chỉ thị sắp xếp quân lại, nhưng không đưa vấn đề này ra bàn với tướng Vĩnh Lộc. Hơn nữa dựa vào chỉ thị của ông Dương Văn Minh khi chúng tôi mới nhậm chức là không được di chuyển quân chờ ông Thương Thuyết. Tình hình rất hỗn loạn, muốn giữ Sài Gòn nguyên vẹn nên là chiều 29 tháng 4 tôi đã ra lệnh không được phá cầu. Đơn vị nào muốn phá phải có lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu Ngoài ra tôi cho bộ chỉ huy quân cảnh Tung hết các lực lượng quân cảnh Để giữ an ninh trật tự cho thành phố Thu hồi và đưa về quân vụ thị trấn Súng ống của các quân nhân đi lẻ Tại ngoài phố Ngày lịch sử Mở sáng ngày 30 tháng 4 Trước khi về gặp ông Dương Văn Minh Tôi đã trình bày tình hình quân sự với Trung tướng Vĩnh Lộc Và Trung tướng Nguyễn Hữu Có Chỉ còn ít giờ nữa phía sân bay tân sân nhất quân của biệt khu thủ đô đang chạm sống với việt cộng có thể họ sẽ giữ nổi nhưng cũng phải chịu nhiều thiệt hại về người và vật chất tuy nhiên phía biên hòa và thủ dầu một quân đoàn ba không còn để chỉ huy các đơn vị của họ trung tướng toàn đã di tản ra nước ngoài sư đoàn 18 và lữ đoàn nam thiết giáp kẻ ở tuyến sông đồng nai hướng thủ dầu một bị bỏ ngỏ một đoàn chiến xa của việt cộng đang tiến về sài gòn và đã đi qua búng. Mặt trận phía này chúng ta không có quân xung kích mà chiếu lực lượng phòng thủ. Tôi e trong thời gian ngắn nữa chúng ta không thể đỡ gạn nổi. Tôi nói. Nghe xong Trung tướng Vĩnh Lộc biến đổi sắc mặt. Vội cầm lấy điện thoại báo cáo với ông Dương Vân Mỹ. Sau đó Vĩnh Lộc bắt tay khi tôi đi gặp ông Mỹ. Đó là cái bắt tay cuối cùng. 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 Ông tướng dòng dõi hoàng tộc này cùng với gia đình di tản bằng đường thủy. Tôi và tướng có chạy đi tìm xe, tài xe đã bỏ đi mất. Tướng có phải gọi điện về nhà đưa xe riêng đến đón chúng tôi đến nhà ông Dương Minh lúc 6 giờ sáng. Gặp ông Minh, tướng có trình bày lại toàn bộ tình hình quân sự như tôi đã nói. Ông Minh trầm ngâm suy nghĩ. Nhờ lúc đó tôi nói thêm tình hình hết sức nguy ngập, xin đại tướng quyết định gấp. Chúng ta không thể trì hoãn sẽ có hại Ông Minh vội que là hỏi tôi Bây giờ tòa muốn gì Tôi nghĩ đầu hàng sớm là tốt nhất Nhưng chưa nói thẳng điều đó Tôi nói thêm Thưa đại tướng Về chính trị là quyền của đại tướng Riêng về quân sự Đại tướng phải quyết định gấp Tình hình quá nguy ngập Không cho phép chúng ta chần chừ nữa Ông Minh suy nghĩ trầm ngâm mà hồi rồi nói để tôi đi bàn với ông Huyền và ông Mẫu Các tòa ngồi đây đợi Tôi đề nghị được đi theo Ông Minh đồng ý Chúng tôi đến phủ thủ tướng số 7 Đường Thống Nhất Giờ là đường Lê Duẩn Trên đường đi thấy dân chúng khăn gói hối hả lên xuống tấp nập Ngang qua đại sứ Mỹ Thấy nhiều kẻ xấu đang hôi của Ngừng bật 8 giờ sáng 30 tháng 4 Trước tình hình mỗi phút mỗi nguy thêm các ông Minh, ông Huyền và ông Mẫu quyết định đơn phương tuyên bố bản giao chính quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông Mẫu ngồi soạn lời tuyên bố mất khoảng một tiếng đồng hồ. 9 giờ, ông Minh đọc ở máy ghi âm. Trong lúc ông Minh thâu băng lời tuyên bố, tôi gọi điện cho tướng Nguyễn Khoa Nam và yêu cầu tướng Nam cố gắng thi hành lệnh Tổng thống sẽ phát trên đài phát thanh. Cùng lúc đó, tướng có gọi điện thoại cho Vĩnh Lộc và Đỗ Ngọc Nhân nhưng không ai trả lời. Ông có lại gọi điện thoại về cho gia đình, gương mặt ông tái nhợt đi vì cũng không có người trả lời. Ông có quay lại bảo tôi cùng ông về nhà thay thường phục, nhưng tôi trả lời. Ông về một mình đi, tôi ở lại đây với đại tướng. thâu bằng sọc, nhân viên phát thanh cho phát đi tại đài phát thanh trên đường Nguyễn Bình Khiêm. Tôi cũng đến đài phát thanh để ra nhật lệnh cho quân đội và các lực lượng vũ trang buông súng thi hành lệnh của Tổng thống. Không có xe, tôi phải mượn phủ thủ tướng chiếc xe dép để đi đến đài. Đi với tài xế lạ và không có bảo vệ. Thu băng và phát xong, được biết đài chỉ phát một lần, tôi đã yêu cầu đài sử dụng loại băng tự động để phát liên tục. Nhật lệnh của tướng Nguyễn Hữu Hạnh Tôi, chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá tổng tham mưu trưởng thay mặt trung tướng vĩnh lộc tổng tham mưu trưởng vắng mặt yêu cầu tất cả quý vị tướng lãnh và quân nhân các cấp hãy triệt để thi hành lệnh của tổng thống việt nam cộng hòa về ngưng bắn các cấp chỉ huy quân lực việt nam cộng hòa hãy sẵn sàng liên lạc với các cấp chỉ huy của quân đội chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam để thực hiện ngưng bắn một cách không đổ máu tuyên bố của tổng thống dương văn minh tôi tổng thống dương văn minh Đường lối chủ trương của chúng ta là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt để khỏi phí phạm xương máu của người Việt. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hãy bình tĩnh, ngừng nổ súng. Và ở đâu thì ở đó, chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngừng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 Xe tăng đã đến Tuyên bố của ông Dương Mô Minh nhật lệnh của tôi được chuyển đi trên đài phát thanh Sài Gòn hồi 9 giờ 30 phút Tôi trở về phủ thủ tướng Nơi đây im ắng không còn ai Dù mới sáng nay Có nhiều nhân vật trong chính phủ cũ và mới Lần lượt đến một chuẩn bị ra mắt nội các Vũ Văn Mẫu Dự kiến tổ chức lúc 10 giờ ngày 30 tháng 4 Năm 1975 Tại dân độc lập Tất nhiên nó sẽ không bao giờ diễn ra nữa Mà đã trở thành lễ tiếp đón Lực lượng quân giải phóng Tôi quay xe đến nhà ông Dương Minh Ở số 3 Trần Quy Cáp Giờ là đường Võ Văn Tật thì được biết ông Minh và gia đình Đã vào Dinh độc lập Tôi đến Dinh Suốt trên mấy con đường đều im phong phát Có một bóng người Không khí kỳ lạ Tôi vào Dinh độc lập bằng cửa chính Lúc đó cửa mở toàn không có lính gác Ông Minh đã cho giải tán hết lính gác Dinh Đến thềm Dinh Thì thấy có một chiếc xe dép Và một chiếc xe GMC Đầy lính vũ trang Gặp một trung úy Tôi hỏi thì biết một thiếu tá tiểu đoàn lôi hổ Đang gặp ông Minh ở tầng 1 Tiểu đoàn này phụ trách phòng thủ sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi lên gặp ông Minh, xin xe đưa tôi về bộ tộc tham mưu. Nhưng ông Minh không cho, nó giữ tôi ở lại dinh. Điện thoại tại phòng làm việc của tránh văn phòng tổng thống Giang. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn lôi hổ phụ trách phòng thủ bộ tổng tham mưu, xin gặp tôi. Anh hỏi, chuẩn tướng bảo chúng tôi bung súng làm sao, tôi không đầu hàng đâu, tôi đã bắn cháy ba xe tăng. Tôi giải thích bà khuyên Thiếu tá không nên để đổ máu vào giờ thứ 25 Anh ta yêu cầu tôi cho nói chuyện với Tổng thống Tôi mời ông Minh đến nói chuyện Câu chuyện chưa xong Thì ở cổng trước Xe tăng đã vào dinh độc lập Ông Minh nói Quân giải phóng đã vào tới dinh rồi Thôi cúp Lúc đó là 11 giờ 30 phút Quân thiết giáp vào dinh độc lập Và ủi sập cổng chính Tôi cũng không biết ai đã đóng cửa lại có thể như anh em tiểu đoàn lôi hồ đã đóng khi họ ra khỏi dịch đoàn xe tăng của quân giải phóng bắn súng chỉ thiên liên tục anh nguyễn văn diệp mặc quần áo dạ đón anh em ở dưới lầu có cầm một miếng vải trắng anh diệp dẫn những người cầm cờ lên lầu một gặp tôi tôi mặc quân phục tại cầu thang tôi không nhớ có bao nhiêu người nhưng dường như có hai người cầm cờ và một người mặc quần bộ đội áo thun trắng tôi nói với anh bộ đội các anh có nghe tôi tuyên bố trên đài phát thanh không? Anh bộ đội trả lời Có Tôi yêu cầu anh nói lại với anh em Không nên bắn súng nhiều như vậy Lúc đó tiểu đoàn lôi hồ Mới ra không lâu Sợ họ phản ứng thì rất nguy hiểm Anh bộ đội trả lời Chúng tôi bán đề mừng Không sao đâu Đưa chúng tôi đi cắm cờ Tôi yêu cầu đại tá Chiêm Người đã ở lâu trong sinh Hướng dẫn bộ đội đi thay cờ trên nóc dinh độc lập không có kẻ thua người thắng. Ông Dương Văn Minh cùng đội các vũ mẫu và những người có mặt tập trung tại phòng khánh tiết. Tại đây có các anh bộ đội và một số người mặc thường phục mà tôi đoán là anh em sinh viên, học sinh hoặc cán bộ thành. Sau đó ông Dương Văn Minh, ông vũ mẫu cùng các anh em cán bộ bộ đội giải phóng đến đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chúng tôi ở dinh độc lập ba ngày đêm ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975. Sau khi chúng tôi họp làm việc với ông Cao Đăng Chiếm, Thượng tướng Trần Văn Trà tiếp với ông Minh, Huyền, Bảo và Hảo. Ông Minh kể lại rằng Thượng tướng Trần Văn Trà đã nói một câu chứa chan tình nghĩa mà chúng tôi không sao quên được. Đối với chúng ta, không có kẻ thua người thắng mà chỉ có dân tộc Việt Nam thắng Mỹ. Sau buổi tiếp xúc, tướng trà cho cán bộ quân sự ngồi xe đưa chúng tôi mỗi người về tận nhà riêng. Ngoài đường phố, dân chúng gieo mừng. 28 năm sau chiến tranh, Trung ương Đảng đã tiếp cận để đánh giá hiện tượng Dương Mông Minh. Tuyên bố của Dương Mông Minh và nhật lệnh của Nguyễn Hữu Hạnh cũng đã có tác dụng nhất định làm giảm ý chí đề kháng của đại bộ phận quân ngụy vào những giờ chót của chiến tranh, tạo thuận lợi để đại quân ta tiến vào Sài Gòn thúc đẩy Dương Môn Minh ngừng bắn thức thời. Đó là một thành công của công tác binh địch vận đã chọn đúng đối tượng để tác động vào đúng thời điểm. Đó là một đóng góp quan trọng của mũi binh vận địch trong thời điểm kết thúc chiến tranh.